Từ nay tụi mình sẽ là linh thám học đường. Nhập cái đám linh thám tụi bay đi là vừa. Anh là thủ phạm. Tại sao làm như vậy? Cảm ơn Lộc Anh lần trước đã giải cứu cho Tú chứ. Lộc Anh biết là không phải Tú làm mà.